vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình AgriBank. AgriBank hân hạnh cung cấp sản phẩm tín dụng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tới quý khách hàng là hộ gia đình hoặc cá nhân có thu nhập ổn định và có khả năng tài chính trả nợ khoản đang có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống và sinh hoạt như mua sắm hàng hóa tiêu dùng, vật dụng gia đình. Đặc điểm và lợi ích khi vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng AgriBank. Loại tiền vay: Việt Nam đồng. Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng. Mức cho vay: tối đa 80% chi phí lãi suất cố định và thả nổi bảo đảm tiền vay có hoặc không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba giải ngân một lần hoặc nhiều lần trả nợ gốc và lãi vốn vay trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận thủ tục và hồ sơ vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng agribank giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân hộ chiếu căn cước công dân giấy chứng nhận tạm trú của người vay và của bên bảo lãnh giấy đề nghị vay vốn giấy tờ chứng minh thu nhập giấy tờ về tài sản bảo đảm trong trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba chúc quý khách sớm vay được số tiền mà mình mong muốn cảm ơn các bạn đã xem video nếu thấy video hữu ích hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé